Thưa quý vị, thưa các bạn, chiến lược phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam với mục tiêu phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu đang từng bước được hiện thực hóa. Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương, hiện nay tác động của dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp, trong đó có ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam. Do đó, cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô. Hiện nay Việt Nam đã có 3 tập đoàn doanh nghiệp ô tô lớn là Thaco, Hyundai Thành Công và VinFast. Trong đó, Thaco đã đầu tư xây dựng 20 nhà máy sản xuất cụm chi tiết. Hyundai Thành Công cũng đang mở rộng nhà máy sản xuất công nghiệp hỗ trợ thứ hai. VinFast đã dành 70 ha đất để đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ, đồng thời sẽ chính thức mở bán hai mẫu ô tô điện thông minh VF-E35 và VF-E36 trên toàn cầu vào tháng 3 năm 2022, cùng với hệ thống sạc điện đi kèm. Có thể nói sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam đã khẳng định vị thế của mình trong phát triển kinh tế xã hội. Công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô đã và đang dần hình thành theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu lắp ráp xe trong nước và phục vụ xuất khẩu, đem lại nguồn thu đáng kể cho đất nước. Khi chúng tôi tham gia vào sản xuất lắp ráp ô tô vào năm 2003, thì chúng tôi đã bám vào chiến lược 175 của Bộ Công Thương. Đó là với cái tinh thần là khuyến khích và giúp cho các doanh nghiệp trong nước tham gia sản xuất lắp ráp ô tô, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong cái sản xuất lắp ráp ô tô và linh kiện của ô tô với các thương hiệu quốc tế của nước ngoài. Và cùng với chiến lược này thì chúng tôi cũng đã thành công với cái xe bus mang thương hiệu Thaco trong nước, với cái thị phần trong nước là trên 60%, và chúng tôi cũng đã xuất khẩu sang các nước Philippines, Thái Lan. Hiện nay tỷ lệ nội địa hóa một số dòng xe sản xuất lắp ráp trong nước khá cao, tới khả năng cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được cải thiện trong thời gian qua. Các chủng loại xe tải, xe khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, xe chuyên dụng sản xuất trong nước đã đạt tỷ lệ nội địa hóa, đạt mục tiêu đề ra, đáp ứng về cơ bản thị trường nội địa. Điển hình xe tải đến 7 tấn đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tỷ lệ nội địa hóa, trung bình 55%. Xe khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, xe chuyên dụng đáp ứng khoảng 90% nhu cầu, với tỷ lệ nội địa hóa đạt từ 20 đến 50%. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng hiện Việt Nam có khoảng hơn 350 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ô tô, nhưng có đến 80% là doanh nghiệp nước ngoài. Số còn lại là của Việt Nam, nhưng phần lớn có quy mô nhỏ, khó tiếp cận vốn, khó có điều kiện đầu tư cho công nghệ, và việc liên kết giữa các doanh nghiệp này cũng còn khá yếu. Ngoài ra, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, thuế nhập khẩu một số dòng xe nguyên chiếc về 0%. Trong khi đó, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam có quy mô nhỏ và sản lượng thấp đã khiến cho chi phí sản xuất tại Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực. Trong thời gian vừa qua thì việc phát triển của cái ngành ô tô thông qua những đề án sản xuất tại việc lắp ráp tại Việt Nam vẫn có một bước đầu thành công. Tuy nhiên, cái việc sản nội địa hóa và những đề án sản xuất tại Việt Nam vẫn chưa đạt được sự mong đợi. Thì chúng tôi cho rằng chính phủ cần mở rộng hơn nữa những hoạt động để kêu gọi đầu tư của nước ngoài và đưa vào đầu tư các trong nước và cái nhiều phụ trợ và cái chính sách hỗ trợ một cách gọi là mạnh mẽ hơn, để làm sao có thể cạnh tranh được với trở thành Việt Nam trở thành một cái nôi cho ngành công nghiệp phụ trợ, cạnh tranh được với khu vực Đông Nam Á. Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, cơ bản phải hình thành công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất ô tô. Từ nay đến năm 2025, phải sản xuất một số chi tiết quan trọng như là động cơ, hộp số xe tải, xe khách và bước đầu tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Đến năm 2035, phấn đấu trở thành nhà cung cấp quan trọng trong nhiều loại linh kiện phụ tùng cho ngành công nghiệp ô tô khu vực và thế giới, đáp ứng trên 60% nhu cầu về linh kiện phụ tùng cho sản xuất lắp ráp ô tô trong nước. Để đạt được mục tiêu đề ra, Chính phủ, Bộ Công Thương sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ liên quan đến phụ tùng ô tô, chính sách về đầu tư, nhất là đầu tư sản phẩm công nghệ cao. Không để vì những quy định ràng buộc, ảnh hưởng của dịch bệnh mà ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành. Các địa phương có doanh nghiệp đóng trên địa bàn cần quan tâm, trực tiếp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Ngoài ra, doanh nghiệp cần từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, kiên quyết không nhập máy móc thiết bị cũ về sản xuất mà nhập mới đạt chuẩn quốc tế về sản xuất,
không chỉ đáp ứng công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô thời 4.0 theo xu thế thế giới mà còn xuất khẩu được sản phẩm. Các đối tác lớn như Toyota của Nhật thì họ đòi cái yêu cầu kỹ thuật về chất lượng và về tiến độ rất là gấp, nên là nó đòi hỏi các cái doanh nghiệp Việt Nam lại phải có một cái trình độ công nghệ kỹ thuật cao và dây chuyền sản xuất máy móc tốt thì mới có thể đáp ứng được các cái yêu cầu khó tính của các cái doanh nghiệp Nhật Bản. Với cái xu hướng công nghiệp 4.0 thì cái sự cạnh tranh giữa các cái doanh nghiệp, các cái sản phẩm nó đòi hỏi rất là cao. Nên vì vậy chúng tôi là cũng luôn đầu tư về nguồn nhân lực, về trang thiết bị máy móc để tạo ra các cái sản phẩm có cái giá trị càng ngày càng cao hơn để đáp ứng được các cái yêu cầu lớn của khách hàng. Chúng tôi khảo sát các doanh nghiệp FDI hoặc là các cái doanh nghiệp đầu chuỗi hay là các tập đoàn đa quốc gia, Toyota hay là Trường Hải, Taco vân vân, xem là cái yêu cầu và cái nhu cầu của họ cần gì. Sau đấy chúng tôi tiến hành đến các cái doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, các doanh nghiệp liên quan công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, và chúng tôi xem là cái thực trạng của các doanh nghiệp đang như thế nào. Từ đấy chúng tôi có cái tư vấn, ví dụ như cái đề án tiếp theo chúng tôi là cái đề án tư vấn về cải tiến để nâng cao năng lực sản xuất và nâng cao cái chất lượng của các cái doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam. Thứ hai là tổ chức các cái hội thảo, hội nghị, rồi các cái liên quan đến các cái vấn đề là kết nối các cái doanh nghiệp để làm sao cho các doanh nghiệp Việt Nam, công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có thể là tiếp cận với doanh nghiệp FDI hay các cái doanh nghiệp đầu chuỗi của Việt Nam. Theo chiến lược phát triển, ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô sẽ đạt từ 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ giá trị sản xuất linh kiện phụ tùng vào năm 2025 và 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2035. Với nỗ lực của chính phủ, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp hy vọng ngành công nghiệp ô tô Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đề ra, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị ô tô toàn cầu.